Thưa quý vị, mới đây, đội quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với đội cảnh sát kinh tế, công an thành phố Thái Nguyên đột xuất kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Gem Korea. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thùng phi đựng các loại nguyên liệu cùng các loại bao bì, chai lọ, vỏ hộp, tem chống hàng giả và hàng nghìn hộp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đã được đóng gói, chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở cùng 8 công nhân đang đóng gói các loại mỹ phẩm và thực phẩm chức năng dành cho người lớn và trẻ em mang các nhãn hiệu như Hemia, UC, Queen Perfect. Đa phần tên các sản phẩm đều mang ngôn ngữ nước ngoài, một số sản phẩm không thể hiện rõ địa chỉ sản xuất trên bao bì sản phẩm. Ngoài ra, tại cơ sở, lực lượng chức năng còn phát hiện các loại máy trộn nguyên liệu, bên trong đang có sẵn nguyên liệu và hàng chục thùng phi đựng các loại nguyên liệu cùng các loại bao bì, chai, lọ, hộp, tem chống hàng giả. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng ghi nhận hàng nghìn hộp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đã được đóng gói thành phẩm, xếp ngay ngắn dưới nền nhà sẵn sàng cho việc vận chuyển đi tiêu thụ. Phần lớn các sản phẩm tại cơ sở này có tác dụng làm trắng da và giảm cân. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của nguyên liệu, hàng hóa. Xét thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên đã tiến hành niêm phong toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ các vi phạm.